Chương 441, thôi không cần đâu. Ngoài ra thì 6 người còn lại đều là nam. Hôm nay mỗi người ra sân đều sẽ nhận được 100 triệu tiền phí ra sân, người chiến thắng cuối cùng còn có thể nhận được một khúc xương, Nhan Như Tuyết mở miệng nói, tất nhiên, tám người có thể sống sót để lấy được 100 triệu này hay không thì tôi không biết. Nhan Như Tuyết không hề nhắc đến sự tồn tại của thế giới ngầm. Đối với rất nhiều người mà nói, có lẽ bọn họ giàu có nhưng cũng không biết chuyện ở thế giới ngầm. Bọn họ cho rằng thế giới này giống y như những gì bọn họ nhìn thấy. Hiện trường hỗn loạn, hoàng gia gia lớn tiếng gào thét, không biết anh ta lấy đâu ra sức để phấn khích mà hò hét rất vui vẻ, thậm chí còn tiện tay cầm sấp tiền ném ra ngoài cửa sổ. Sau đó anh ta đã chọc bên dưới chửi rủa thầm tệ một trận, người có thể tới đây đều là người giàu có, tất nhiên sẽ không thiếu chút tiền lẻ này, mấy người đó quay đầu lại, rồi hoàng gia gia cũng thỏ đầu ra ngoài mắng bọn họ sau khi mấy người đó nhìn thấy diện mạo của hoàng gia gia có lẽ kiêng kỵ bối cảnh của anh ta nên không nổi nóng được đành phải bỏ qua lê văn vân ngồi ở bên cạnh giật khóe miệng quả nhiên tên này đúng là công tử bột dáng vẻ này thật sự rất giống một ác bá ngoài ra có mấy người ở trong phòng bao cũng làm chuyện như vậy chẳng hạn như đảm người quách vĩ thịnh lê văn vân mặc kệ hoàng gia gia rồi di chuyển tầm mắt về phía võ đài audio điện tử võ tấn bền đợi sau khi nhan như tuyết đi xuống tám người nhanh chóng tách ra khí thế trên người bọn họ cũng bắt đầu tăng vọt đành đánh chết bọn họ cho tôi hoàng gia ra mắng rồi quay đầu hỏi anh vân anh hãy lấy năng lực của mình để suy đoán xem ai có thể giành chiến thắng bên kia có chỗ mua cược chúng ta có thể tới đó mua một ít lê văn vân xua tay nói cậu đừng mua trận đấu võ đài này chẳng có ý nghĩa gì hai người phụ nữ đó là đỉnh cấp mạnh hơn mấy người còn lại rất nhiều tôi đoán bọn họ chỉ cần vung một đấm đã thắng. Có lẽ người giành chiến thắng cuối cùng là một trong hai người bọn họ. Hai người phụ nữ đó mạnh đến thế ư, em thích, hoàng gia ra liếm môi, hưng phấn nói. Quả nhiên đúng như những gì Lê Văn Vân đã suy đoán, hai người phụ nữ gần như chỉ vung một đấm, sáu người còn lại hoàn toàn không có năng lực phản kháng khi đứng trước mặt bọn họ. Rất nhanh, sáu người đã ngã xuống sàn. Mọi người vốn mong đợi về trận đấu võ đài này, nhưng bây giờ lại biến thành một bên tàn sát chuyện này vừa làm những người tới xem chấn động khi chứng kiến hai người phụ nữ lại mạnh như vậy lại vừa cảm thấy hơi tẻ nhạt vô vị mụ nội nó ông đây bỏ nhiều tiền như vậy để mua chiếc vé này nhưng kết quả thì sao hoàng gia ra lớn tiếng mắng bọn họ muốn xem kiểu đánh đấm lẫn nhau tới chết hoặc tàn phế ai dè chỉ mới chiến đấu có mấy phút đã kết thúc tất nhiên bọn họ sẽ không muốn xem rồi sau khi sáu người kia ngã xuống một trong hai người phụ nữ đó đã chọn cách chủ động ngã xuống sàn. Trong tiếng chửi rủa của đám đông, một cô gái mang một khúc xương lên chính giữa sân khấu, đó là một khúc xương to bằng hai ngón tay, trong suốt như ngọc, đó chính là xương rồng. Lê Văn Vân híp mắt lại, anh vẫn luôn quan sát nhưng không hề nhìn thấy ký hiệu hoa sen trên làn da hai người phụ nữ này để lộ ra ngoài, tất nhiên ký hiệu hoa sen đó có nằm ở chỗ khác hay không thì Lê Văn Vân không biết. Tôi đi trước đây lê văn vân sờ mũi rồi nói với hoàng gia gia hoàng gia gia sửng sốt rồi lắc đầu nói có cần em lái xe đưa anh đi không trận đấu võ đài này chẳng hề thú vị gì cả không bằng bảo vệ sĩ nhà em đánh đấm lẫn nhau còn thú vị hơn lê văn vân cười nói thôi không cần đầu cậu cứ đi chơi vui vẻ đi vậy để tôi đi tiễn anh cô gái được hoàng gia gia sắp xếp cho lê văn vân lên tiếng thôi không cần đâu lê văn vân xua tay nói Cô gái mím môi rồi cắn răng nói, tôi tên là Tử Oánh Oánh. Lê Văn Vân sửng sốt, không ngờ cô gái này lại chủ động nói tên của mình, anh không chủ động ghi nhớ, cũng không cảm thấy sau này mình và cô gái này vẫn còn gặp lại nhau. Sau khi ra khỏi phòng bao, anh nhanh chóng rời khỏi sòng bạc ngầm rồi đứng bên ngoài ôm cây đợi thỏ. Mặc kệ hai người này là ai thì anh cũng muốn chặn đường bọn họ. chương 442, rốt cuộc anh là ai? anh nhìn thấy hình xăm hoa sen sau cổ hai người này, hoa văn không lớn cho lắm, trước đó vì bị áo che mất nên anh không nhìn thấy, bây giờ bọn họ đã thay váy rồi, hơn nữa Lê Văn Vân lại ngồi ở phía sau, tất nhiên sẽ nhìn thấy ngay. Cậu là ai? Người ngồi ở ghế lái cười khẩy, cậu biết chúng tôi là người của Hồng Nguyệt mà vẫn dám ngồi lên xe chúng tôi ư? Cậu chán sống rồi hà? Là bùi nghênh tùng bảo hai người tới giành xương rồng này hà? Lê Văn Vân sờ mũi nói, vậy chắc hai người có thể liên lạc được với Bùi Ninh Tùng đúng không? Hai người hãy đưa phương thức liên lạc của ông ta cho tôi, có lẽ tôi sẽ cho hai người đi theo chắc hạo, cũng có thể giữ lại mạng sống cho hai người. Đúng vậy, đây mới là mục đích thật sự trong chuyến đi lần này của Lê Văn Vân. Nếu có người của Hồng Nguyệt ra tay giành lấy xương rồng này, vậy thì chắc chắn là do Bùi Ninh Tùng sai bọn họ tới, bọn họ muốn giao xương rồng cho Bùi Ninh Tùng thì phải tiến hành liên lạc với ông ta. Thứ mà Lê Văn Vân muốn là lấy được phương thức liên lạc của Bùi Ninh Tùng, sau đó sẽ tìm tới ông ta. Hai người phụ nữ nghe thấy cái tên chắc hạo thì sắc mặt nhất thời thay đổi, bọn họ nhìn Lê Văn Vân hỏi, rốt cuộc anh là ai? Hai người có thể gọi tôi là... Số 0, Lê Văn Vân khẽ cười nói. Mười phút sau, Lê Văn Vân cầm một khúc xương, nhíu mày bước xuống xe. Sắc mặt anh mang theo vẻ thất vọng. Rõ ràng hai người này cực kỳ trung thành với Bùi Ninh Tùng, sau khi Lê Văn Vân tiết lộ thân phận, bọn họ không hề thỏa hiệp mà định liều mạng với Lê Văn Vân. Sau đó Lê Văn Vân ra tay đánh ngất bọn họ. Sau khi tìm được xương rồng trên người bọn họ, anh liền bước xuống xe rồi lấy điện thoại ra nói, em bảo phó vũ tới sòng bạc ngầm một chuyến. Sao thế? Phạm Nhược Tuyết hỏi. Lê Văn Vân kể lại ngắn gọn mọi chuyện rồi nói, có lẽ hai người này có phương thức liên lạc của Bùi Ninh Tùng, em bảo phó vũ đưa bọn họ tới căn cứ người gác đêm để tiếp đãi chu đảo đi, rồi mọi ra chút tin tức từ miệng bọn họ. Vâng, sứt lời, Phạm Nhược Tuyết liền cúp máy. Tầm 10 phút sau, có người gác đêm ở gần đó đi tới bên này, tổng cộng có 4 năm người, trong đó có một người gác đêm đỉnh cấp, Lê Văn Vân đều quen mấy người này. Ngoài hai người mới ra thì mấy người còn lại đều từng bị Lê Văn Vân đảnh. Đỉnh cấp cầm đầu kia tên là Dương Thiệu Cương, anh ta vừa đến nơi thì nhìn thấy Lê Văn Vân, nên ho khan hỏi, người đầu số không? Lê Văn Vân đi tới rồi giơ tay lên. Thấy Lê Văn Vân giơ tay lên, Dương Thiệu Cương nhanh chóng lùi về sau mấy bước, kéo dài khoảng cách với Lê Văn Vân, chúng ta cứ đứng như này nói chuyện là được. Xem bộ dạng sợ hãi của cậu kia, từ khi chúng tôi không gây áp lực, bây giờ các cậu ngày càng thừa thải. Dương Thiệu Cương bĩu môi nói, đúng vậy, đội trưởng của chúng tôi cô đơn lắm, hôm đó bị số 2 đánh một trận, lúc quay về mặt mày hưng phấn, bắt đầu đi tập luyện. Nói đến đây anh ta vội nhìn về phía chiếc xe ở bên cạnh hỏi, người đang ở trong chiếc xe này à? Lê Văn Vân gật đầu, ừm, um, là hai đỉnh cấp, chắc phải hôn mê tầm ba tiếng, có lẽ bọn họ biết phương thức liên lạc với Bùi Ninh Tùng, sau khi các cậu đưa bọn họ về thì nghĩ cách cạy miệng bọn họ ra cho tôi. Được rồi, nếu không còn chuyện gì khác thì tôi đi trước đây. Dương Thiệu Cương cười hì hì nói thật ra anh ta hơi không dám đối mặt với Lê Văn Vân. chương 443 nhan tam thần bí rất thú vị. Lê Văn Vân chẳng hề đáp lại cô ta, nhưng anh thật sự cảm thấy mình cần phải mua một chiếc xe, bằng không sẽ rất bất tiện. Thỉnh thoảng nhan như tuyết sẽ liếc nhìn Lê Văn Vân, rồi tò mò hỏi, anh thật sự không phải là người gác đêm số không hà. Lê Văn Vân cười ha hả tốt nhất là cô đừng hỏi tôi là ai, bởi vì cô biết rồi sẽ chẳng có lợi gì cho cô nói đến đây vẻ mặt anh hơi thay đổi chẳng phải ông nội cô cũng không hiện thân à nhan tam thần bí rất thú vị nhan như tuyết cười đáp được thôi tôi phát hiện anh cũng rất thú vị dù gì tôi cũng đang ở yên kinh hôm khác sẽ gọi anh ra ngoài chơi deng 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 đúng lúc này điện thoại của lê văn vân bỗng đổ chuông lê văn vân cầm điện thoại lên xem thì phát hiện ra là vương giai kỳ gọi tới bây giờ đã gần một giờ sáng không ngờ vương giai kỳ lại gọi cho anh alo Lê Văn Vân nhanh chóng nghe máy. Giọng nói của Vương Giai Kỳ truyền ra từ trong điện thoại, Lê Văn Vân, ngày mai anh có rảnh không? Rảnh thì có rảnh, sao thế? Có chuyện gì không? Lê Văn Vân hỏi. Ừm, um, ngày mai anh tới tham dự một buổi tụ họp cùng tôi đi. Vương Giai Kỳ nói. Tụ họp kiểu nào, chẳng lẽ cố định nhờ tôi giả làm bạn trai gì đó giúp cô à? Lê Văn Vân hỏi chuyện đóng giả làm bạn trai rồi cùng đi tham dự buổi tụ họp gì đó thật sự đã khiến anh hơi tổn thương. Anh đang nghĩ gì thế, không phải. Vương Giai Kỳ nói, còn tụ họp kiểu nào thì tôi chỉ muốn dẫn anh đi làm quen với một số cao thủ ở Yên Kinh, ví dụ như ông cụ Hầu mà thôi. Hầu Diệu Trần, Lê Văn Vân hỏi, ông ta cũng ở đó à? Vương Giai Kỳ gật đầu đáp, anh quen ông cụ Hầu à? Nếu ông ta cũng ở đó thì tôi có thể đi cùng cô, Lê Văn Vân cười đáp. Ừm, vậy ngày mai tôi sẽ gọi cho anh có lẽ sẽ đi vào buổi chiều đến lúc đó tôi sẽ lái xe tới đón anh vương giai kỳ nói anh vừa cúp máy nhan như tuyết đã mở miệng hỏi cô ta là đối tượng anh đang theo đuổi à hay là đối tượng đang theo đuổi anh thế tôi độc thân lê văn vân cười đáp mắt nhan như tuyết hơi sáng lên vậy chẳng phải tôi vẫn còn cơ hội theo đuổi anh à anh cảm thấy tôi thế nào anh có hứng thú với tôi không mắt Lê Văn Vân hơi lóe lên nhưng không đáp lại. Nhan như tuyết bĩu môi, hai người lại chìm trong yên tĩnh, xe nhanh chóng chạy về phía trước, buổi tối đường xá cực kỳ vắng vẻ, nửa tiếng sau, nhan như tuyết lái xe chở Lê Văn Vân đến công tiểu khu. Tạm biệt, cô nhớ chú ý an toàn, Lê Văn Vân nói với nhan như tuyết. Anh không mời tôi lên nhà uống chén nước à, ánh mắt nhan như tuyết mang theo vẻ mê hoặc. Khủ khủ, Lê Văn Vân nói, nhà tôi bị cắt nước rồi, tạm biệt suốt lời anh chạy thẳng vào cổng tiểu khu nếu để phạm nhược tuyết nhìn thấy anh dẫn gái về nhà có lẽ cô sẽ cầm dao giải phẫu chém anh mười mấy nhát sau khi về đến nhà mấy cô gái vẫn còn chưa ngủ nhìn thấy lê văn vân đi vào phạm nhược tuyết khịt mũi hử lạnh nói đây là mùi nước hoa khiến người khác buồn nôn hơn nữa còn là mấy loại hoàng thị kỳ ở bên cạnh cũng bổ sung một câu lê văn vân ho khan mọi người hiểu lầm hiểu lầm to rồi, đây là mùi nhiễm từ người phụ nữ bên cạnh Hoàng Gia Gia, còn anh chỉ đi tìm xương rồng thôi. chương 444, chẳng lẽ khúc xương này còn kén chọn người nữa sao? Lê Văn Vân sửng sốt, cô không có cảm giác nắm lấy khúc xương này sẽ cảm thấy nó như muốn hòa vào trong cơ thể sao? Hoàng Thi Kỳ lắc đầu nói, không có, tôi hoàn toàn không có cảm giác gì cả. Lê Văn Vân giữ im lặng, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ, chẳng lẽ khúc xương này còn kén chọn người nữa sao? Tôi không biết, dù sao thì tôi cũng không thể nào hấp thụ được. Hai, sứt lời, trên mặt cô ta lộ ra vẻ xoắn suýt, tôi ngày càng cách xa anh rồi, bây giờ tôi phải làm sao đây? Lê Văn Vân xoa đầu cô ta nói, không sao, sớm muộn gì cũng có một ngày cô sẽ đột phá, lão già chắc nhất Minh kia nói rồi, thiên phú của cô còn cao hơn cả tôi, chỉ là cô trải qua quá ít chuyện sống chết, tôi cũng đột phá lên siêu cấp vào thời khắc sinh tử đấy. Hừ, lần nào anh cũng bảo tôi trốn sau lưng anh, để anh và đường đường đờ đi trước nhất, tôi. Hoàng thị kỳ trề môi nói. Được rồi, tôi thức dậy đây, lát nữa tôi còn phải ra ngoài một chuyến, tôi định đi mua một chiếc xe, Lê Văn Vân nói. Được đó, vậy lát nữa tôi sẽ đi mua cùng anh. Hoàng thị kỳ nói. Lê Văn Vân gật đầu đáp, được. Anh rửa mặt qua loa rồi đi ra ngoài, Phạm Nhược Tuyết và Lý Tiểu U cũng mặc đồ ngủ đi ra ngoài, thấy Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ thì cau mày hỏi, hai người định ra ngoài à? Ừm, um, Lê Văn Vân định đi mua xe nên tôi muốn đi cùng anh ấy. Hoàng Thị Kỳ nói, hai người có muốn đi cùng không? Thôi bỏ đi, Phạm Nhược Tuyết lắc đầu đáp, hai người hãy tự đi đi, khi nào về nhớ mua bữa trưa cho chúng tôi, tôi không muốn nấu cơm cho lắm. Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ gật đầu, sau đó hai người đi ra ngoài bắt một chiếc taxi đi tới cửa hàng 4S ở gần đó. Anh định mua xe gì? Hoàng Thi Kỳ hỏi, chúng ta đi mua Lamborghini đi, tôi rất thích kiểu xe đó, cảm thấy nó rất phong cách. Lê Văn Vân xoa đầu cô ta nói, cô đang nghĩ gì thế? Chúng ta là người gác đêm, phải khiêm tốn một tí, nên mua một chiếc Audi bình thường thôi. Bọn họ đi tới cửa hàng 4S Audi ở gần đó, vì bây giờ mới hơn 9 giờ nên trong cửa hàng 4S chưa có ai cả. Lê Văn Vân vừa bước vào đã nghe thấy tiếng giống đầy giận dữ, cô lại đến muộn, tháng này cô đã đi muộn lần thứ mấy rồi hả? Lê Văn Vân nhìn qua đó rồi sắc mặt bỗng thay đổi. chương 445, thật thú vị. Thật thú vị, Lê Văn Vân sờ mũi nói. Từ oanh oánh cắn răng nói, sau này tôi sẽ không. Đúng lúc này, người đàn ông trung niên kia nhìn thấy Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ nên vội vàng đi tới ánh mắt ông ta nhanh chóng lướt qua người của lê văn vân và hoàng thị kỳ lê văn vân chú ý tới ánh mắt ông ta dừng ở cổ tay thắt lưng của lê văn vân và túi sách của hoàng thị kỳ sau đó trên mặt ông ta hiện lên vẻ thất vọng đúng vậy đối với nhân viên bán hàng mà nói một người ăn mặc như thế nào chẳng hề quan trọng muốn xem người đó có tiền hay không thì phải nhìn vào đồng hồ trên cổ tay thắt lưng của người đó rồi túi sách đồ trang sức của người phụ nữ nhưng trên người lê văn vân và hoàng thi kỳ chẳng có thứ gì cả ông ta vừa nhìn đã biết rõ hai người chẳng phải người có tiền nhất là hoàng thị kỳ là một người phụ nữ mặc dù cực kỳ xinh đẹp nhưng ngay cả túi sách cũng không đeo thật sự quá kỳ lạ thậm chí trên mặt cũng không trang điểm ông ta cảm thấy chắc chắn lê văn vân và hoàng thi kỳ không phải là người có tiền dù tới mua xe cũng chẳng mua nổi từ oanh oánh cô qua đây chào hỏi hai vị khách này đi ông ta ổn định đích thân đón tiếp, nhưng sau khi nhìn thấy Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ thì gọi tiểu oánh oánh ở phía xa xa lại ngay. Tất nhiên mọi hành động của ông ta đều không thể thoát khỏi cặp mắt của Lê Văn Vân, anh sờ mũi rồi nở nụ cười. Ở phía xa xa, tự oánh oánh lau nước mắt rồi đi tới trước mặt của Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ, cô ta ngẩng đầu lên, nở nụ cười chuyên nghiệp rồi nói với Lê Văn Vân, hoan nghênh anh. Cô ta còn chưa đi ra đã nhìn thấy gương mặt của Lê Văn Vân, nên nuốt lại mấy chữ cuối cùng, sau đó theo bản năng nói, sao lại là anh? Lê Văn Vân cười híp mắt nhìn cô ta, cô Tử Oánh oánh, thật trùng hợp, không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 446 ông cảm thấy tôi không được xem à? Vâng ạ, mời anh đi theo tôi." Tử Oánh oánh đang định dẫn Lê Văn Vân đi qua đó xem xe. Đúng lúc này, người đàn ông trung niên kia cau mày nói, "Cậu này, xe đắt nhất ở chỗ chúng tôi không hề rẻ đâu lê văn vân nhướng mày nhìn ông ta hỏi thì sao ông cảm thấy tôi không được xem à ý tôi không phải thế người đàn ông trung niên ho khan nói tôi chỉ cảm thấy cậu nên mua xe thích hợp với mình mới là chuyện quan trọng nhất thế à lê văn vân cười híp mắt nhìn ông ta hỏi vậy ông nói thử xem xe thế nào mới thích hợp với tôi người đàn ông trung niên không ngờ lê văn vân lại chất vấn ông ta như vậy nếu lan truyền tin tức xem thường khách hàng gì đó, chắc chắn sẽ rất ảnh hưởng đến cửa hàng 4S của bọn ho. Mặc dù trong lòng khinh bỉ, nhưng trên mặt ông ta vẫn nở nụ cười đáp, được rồi, vậy cậu cứ tùy ý xem là được. Lê Văn Vân nhìn ông ta cười chế giễu, còn Hoàng Thị Kỳ thì mắng nhiếc, đúng là tên mắt chó xem thường người khác. Từ oanh oánh thấy quản lý oán hận đến nỗi không nói nên lời thì trong lòng hơi sảng khoái. Xe đời mới tốt nhất, mọi thứ bao gồm biển số đều do bên các cô toàn quyền phụ trách, tôi muốn lấy hai chiếc, cô trực tiếp đi quẹt thẻ đi. Thậm chí Lê Văn Vân còn chẳng thèm đi xem xe, mà dứt khoát lấy thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải ra đưa cho Tử Oanh Oánh. Tử Oanh Oánh, Oánh ngẩn người, vội nói, hãng xe tốt nhất ở chỗ chúng tôi là R8, với những phụ kiện hàng đầu, nếu mua nguyên bộ thì tầm 300 vạn, hiện cửa hàng của chúng tôi chỉ có. Một chiếc xe, tạm thời có thể nhanh chóng làm xong giấy phép. Còn chiếc còn lại thì chúng tôi sẽ mang tới từ cửa hàng khác, có lẽ sẽ mất chút thời gian. Không sao, cô cứ từ từ mà làm là được." Lê Văn Vân nói. "Vậy mong anh đưa chứng minh thư ra cho chúng tôi ạ, à, rồi mời anh ngồi bên này một lát, để tôi đi làm thủ tục giúp anh." Từ Cảnh Cảnh nói. "Đúng vậy, quả sảng khoái." Bây giờ trong lòng cô ta đang mừng như điên, nếu bán nguyên bộ hai chiếc xe này thì phần trăm hoa hồng của cô ta cũng khá dày. Cô ta chẳng hề nghi ngờ thực lực của Lê Văn Vân, vì cô ta biết tối qua ngay cả Hoàng Gia Gia cũng giống như một cậu em khi đứng trước mặt Lê Văn Vân. Người đàn ông trung niên kia quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Lê Văn Vân đưa thẻ kim cương ra, khóe miệng ông ta không khỏi có quắp lại. chương 447, anh lại mạnh hơn rồi. Tầm hơn một tiếng sau, từ anh oánh đi về phía Lê Văn Vân, rồi nhìn Lê Văn Vân đang ngồi bên cạnh cười nói, bây giờ đang trong quá trình làm thủ tục rồi, còn khoảng một tiếng nữa là anh có thể lấy xe được rồi nói đến đây cô ta nhìn lê văn vân rồi mím môi nói tôi vẫn muốn giải thích với anh một lát quả thật hôm qua là lần đầu tiên tôi tới sòng bạc ngầm hơn nữa anh cũng là vị khách đầu tiên của tôi tôi cũng không còn cách nào khác dưới tình huống cực kỳ túng thiếu tôi mới đi tới nơi đó lê văn vân mỉm cười với cô ta cô đừng để trong lòng tôi sẽ không đi nói lung tung đầu càng không kỳ thị cô từ oánh oánh đỏ mặt tôi chỉ muốn giải thích với anh một lát thôi. Lê Văn vẫn giữ im lặng, còn Hoàng Thị Kỳ thì cười ha hả nói, cô đang coi trọng Lê Văn Vân nhà chúng tôi à. Sắc mặt từ oánh oánh hơi thay đổi, vội đáp, không phải, tôi. Cô đừng giải thích gì cả. Lê Văn Vân khẽ cười nói với cô ta, cô ấy đang chọc cô đấy. Từ oánh oánh nhất thời đỏ mặt, rồi xuất phát từ nghề nghiệp, cô ta vẫn nhắm mắt ngồi xuống, bắt đầu giảng giải tường tận một loạt thứ về phụ kiện và tính năng của ô tô cho Lê Văn Vân nghe. Lê Văn Vân thầm thở dài. Quả thật trong thế giới của người bình thường, gia đình nào cũng có nỗi khổ riêng. Anh không nghi ngờ lời nói của người phụ nữ này, vì tiền, dưới tình huống không còn cách nào khác, có lẽ cô ta chỉ có thể bước đi trên con đường này. Anh biết rõ trên thế giới này, nếu không có tiền thì khó mà tiến lên nửa bước, cũng giống như 3 năm kết hôn của anh và Nguyễn Vũ Đồng trước đây, anh đã sống cực kỳ mệt nhưng vẫn kiếm được rất ít tiền. Cũng giống như Lâm Nhã, vì trong nhà mẹ bị bệnh buộc phải từ bỏ công việc ổn định để ra ngoài liều một phen, vì đi làm mà liên tục bị vương ý quấy rối. Nhưng anh có thể giúp đỡ cho Lâm Nhã, chứ không thể nào đi cứu mỗi người. Tầm một tiếng sau, cả hai chiếc xe đều được mang tới. Trong ánh mắt ngưỡng mộ của người đàn ông trung niên, tự oánh oánh đã hoàn thành khoản tiêu thụ này, Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ lái xe về tiểu khu. Sau khi mua mấy món ăn ở dưới lầu, hai người liền trở về nhà mấy ngày nay Phạm Nhược Tuyết vẫn đang nghỉ ngơi, linh môn thập tam châm đã tiêu hao một lượng lớn sức lực của cô. Ăn cơm xong, ba cô gái vẫn tụ lại một chỗ xem tivi, còn Lê Văn Vân lặng lẽ trốn ở bên cạnh hấp thụ hai khúc xương kia. Sau khi hấp thụ liên tiếp bốn khúc xương, Lê Văn Vân cảm thấy mình đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng cụ thể là mạnh tới trình độ nào thì anh không nói ra được. Dù sao cũng không có vật tham chiếu, hơn nữa sau khi đạt tới siêu cấp thì không có cấp bậc chính xác để phân chia nhưng trên siêu cấp chắc chắn cũng có phân chia mạnh yếu, chẳng hạn như Trác Nhất Minh, ông ta được xưng là vô địch trong nhân gian. Mặc dù mọi người đều biết, ông ta chỉ có thể vung một đạo cuối cùng, sau đó Trác Nhất Minh sẽ phải chết, nhưng chẳng có ai dám đi khiêu khích ông ta. Bởi vì không ai có thể đỡ nổi một đao này của ông ta. chương 448, tôi đã đi xa rồi. Sắc mặt Lê Văn Vân hơi thay đổi. Trên thực tế, quả thật anh hoàn toàn không hiểu gì về khúc xương này, mà chỉ biết mình có thể hấp thụ mà thôi. Vương Hồng ngồi xuống sofa, cười ha hả nhìn Lê Văn Vân nói, khúc xương này liên quan đến một bí mật, là bí mật trên siêu cấp. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Vương Hồng. Vương Hồng vẫn mang dáng vẻ cười híp mắt đó, nhìn Lê Văn Vân nói, mọi người đều biết trên thế giới này có không ít đỉnh cấp, nhưng siêu cấp lại cực kỳ hiếm, dù là người có thiên phú đến đâu, có lẽ bọn họ có thể nhanh chóng đạt tới đỉnh cấp, nhưng siêu cấp lại giống như rãnh trời, mặc kệ bọn họ làm thế nào cũng không thể nào vượt qua được, mà chỉ có thể tới gần vô hạn, ví dụ như Lâm Thiếu Hoa, có thể nói ông ta là người tới gần siêu cấp nhất trên thế giới này, trước đây ông ta cũng luôn xếp thứ hai trên địa bảng. Tất nhiên bây giờ ông ta đã đứng đầu thiên bảng rồi. Đúng rồi, ở thế giới ngầm, ngoài bảng xếp hạng sát thủ ra thì vẫn còn ba bảng thiên địa nhân. Điều kiện để chúng cử nhân bảng là người dưới đỉnh cấp, từ 30 tuổi đổ xuống. Nhưng địa bảng lại là bảng xếp hạng đỉnh cấp ở thế giới ngầm, còn người ở trên thiên bảng đều là siêu cấp đổ lên. Mà đứng đầu thiên bảng là chắc nhất minh. Từ trước đến nay trên thiên bảng chỉ có tổng cộng 12 người mà thôi. Chuyện Lê Văn Vân là siêu cấp chỉ có mấy người thuộc tầng lớp cấp cao của người gác đêm mới biết được thôi. Ba năm trước, Lê Văn Vân là người đứng đầu địa bảng. Dưới tình huống không xuất hiện siêu cấp thì người đứng đầu địa bảng có thể khiến toàn bộ thế giới ngầm nghe tiếng đã sợ mất mật. Chương 449, cô xuất phát rồi à? Mấy người Lê Văn Vân nhanh chóng nhìn về phía Vương Hồng, nhưng có mấy điều có thể xác nhận, đó chính là khúc xương này có phân chia chủng loại, không chỉ có xương rồng mà còn có mấy loại xương khác, tên gọi cũng khác hẳn nhau, ví dụ như xương phượng, xương rắn mối vân vân. Đa số siêu cấp có thể hấp thụ một loại xương, ví dụ như cậu có thể hấp thụ xương rồng thì không thể nào hấp thụ mấy loại khác. Vương Hồng nói, còn Hồng Nguyệt thì gần như thu thập toàn bộ xương. Đây là điều thứ nhất, còn điều thứ hai là phần lớn người sở hữu mấy loại xương này đều là gia tộc được thừa kế lâu đời, có hưu quạnh huy hoàng nhưng đại đa số đều sống khá tốt, nên Hồng Nguyệt mới ra tay với mấy gia tộc đó, Vương Hồng nói. Ban đầu tôi vốn định nói mấy chuyện này cho cậu biết ngay sau khi cậu bước vào siêu cấp, nhưng lúc đó tôi nhận được mật báo, buộc phải bảo cậu đi chấp hành nhiệm vụ. Vương Hồng thở dài nói. Lê Văn Vân từ từ thở hắt ra, sau đó vẻ mặt trở nên u ám, Tôi biết cậu muốn dò hỏi hộp sắt đó đựng cái gì, nhưng đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa phiên dịch ra, Vương Hồng nói, tin tức trong hộp sắt đó vô cùng quan trọng. Nói đến đây ông ta lại nói tiếp, điều thứ ba cũng là điều quan trọng nhất, đó là đừng nên hấp thụ lung tung các loại xương, có mấy loại xương sẽ bài xích cậu, nên cậu đừng động vào nó, bằng không sẽ gây ra phản ứng cực kỳ xấu. Nói đến đây, ông ta vuốt cằm nói, đại khái là như vậy đó. Trong lòng Lê Văn Vân cũng đã hiểu rõ thảo nào Hoàng Thi Kỳ không thể nào hấp thụ được khúc xương này, một là vì Hoàng Thi Kỳ chưa đạt tới trình độ siêu cấp, hai là có lẽ khúc xương này không phù hợp với Hoàng Thi Kỳ. Lê Văn Vân ngước mắt lên dò hỏi, đem mạnh đến cỡ nào? Vương Hồng nhìn anh đáp, đem đứng thứ ba trong thiên bảng, có lẽ cũng tương đương với bản thân cậu. Sắc mặt Lê Văn Vân nhất thời trở nên khó coi. Đứng thứ ba trong thiên bảng, vậy có nghĩa là người này đang đứng trong top 3 trên toàn thế giới. Bây giờ có rất ít người biết chuyên Lê Văn Vân là siêu cấp, thậm chí anh còn không lên thiên. Bảng. Được rồi, chuyện tôi muốn nói cũng chỉ có nhiều đó thôi. Sứt lời, ông mỉm cười nhìn về Phạm Nhược Tuyết nói, à đúng rồi, bác sĩ Phạm, từ khi lão già chắc nhất mình kia đến bên này thì luôn ăn không quen, tôi định nhờ cô nấu mấy món để tôi mang tới cho ông ấy. Hoàng Thi Kỳ trợn mắt nói, là ông muốn ăn thì có. Vương Hồng xoa bụng ho khan, cũng không lên tiếng phủ nhận. Phạm Nhược Tuyết gật đầu nói, được, lát nữa tôi sẽ nấu, ông cứ ở lại đây ăn tối trước đi. Reng reng reng. Đúng lúc này điện thoại Lê Văn Vân bỗng đổ chuông, anh cầm điện thoại lên xem thì thấy là Vương Giai Kỳ gọi tới. Lê Văn Vân đã hẹn với cô ấy cùng đi tham dự một buổi tụ họp, hậu diệu Trần cũng đang ở đó. Anh nghe máy hỏi, cô xuất phát rồi à? mươi 450 anh hãy nhớ kỹ cho tôi, đây là buổi tụ họp gì vậy? Lê Văn Vân dò hỏi là tiệc sinh nhật của ông cụ Long võ thuật thế gia ở Yên Kinh. Vương Giai Kỳ nói, gần đây ông nội tôi có chút chuyện, bố mẹ tôi cũng không thể rời đi được. Ở Yên Kinh địa vị của ông cụ Long ngang ngửa với ông cụ Hầu, nên trong nhà cảm thấy vẫn nên để tôi hoặc anh tôi tới đây sẽ tốt hơn, nhưng anh tôi... Anh ấy sợ chị Long không dám tới, nên tôi đành phải tới đây. Ồ, cô gọi tôi tới tiệc sinh nhật kiểu này làm gì, tôi chẳng quen ai cả. Lê Văn Vân sờ mũi nói. Vương Giai Kỳ ho khan nói với Lâm Bình, chú Lâm, chú đi qua bên kia một lát đi, cháu có chút chuyện riêng muốn nói với Lê Văn Vân. Lâm Bình không có ý kiến gì, chỉ gật đầu đáp, vậy chú vào trong trước, lát nữa hai người đi vào là được. Có Lê Văn Vân ở đây rồi, ông ta cũng không sợ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đợi Lâm Bình đi xa rồi, Vương Giai Kỳ mới cẩn thận từng ly từng tí nói nhỏ vào tai Lê Văn Vân, chẳng phải anh là người gác đêm à. Lần này là tiệc sinh nhật của ông Cụ Long, dù chỉ là bữa tiệc nho nhỏ, nhưng người tới tham dự đều là võ thuật thế gia ở Yên Kinh, có thể giúp anh tìm hiểu đại khái tình hình ở Yên Kinh. Nói đến đây cô ấy lại nói nhỏ, chắc chắn anh tới Yên Kinh là để chấp nhận nhiệm vụ, mặc dù tôi không biết nhiệm vụ là gì, nhưng tôi cảm thấy anh quen biết nhiều người và tìm hiểu một lát sẽ trợ giúp cho anh nhiều hơn. Lê Văn Vân im lặng, thầm nghĩ một trong những nhiệm vụ tôi tới Yên Kinh chính là phụ trách an nguy cho cô đấy anh gượng cười đáp, chúng ta đi thôi. Hi hi, Vương Giai Kỳ nở nụ cười nói, à đúng rồi, hai ngày tới Trần Hy cũng sẽ tới Yên Kinh chơi, có cả mẹ cô ấy nữa. Nhưng hình như bên bố cô ấy xảy ra tình huống gì đó. Sắc mặt Lê Văn Vân hơi thay đổi. Đến lúc đó cô có thể rủ cô ấy ra ngoài đi ăn, rồi cùng nhau đi tụ họp gì đó, Lê Văn Vân nói. Ừm, um, hai người cùng đi lên lầu, nhưng vừa đi được mấy bước, sau lưng lê văn vân bỗng vang lên một giọng nói lê văn vân sắc mặt lê văn vân nhất thời thay đổi rồi quay đầu lại phát hiện ra phía sau có một cô gái tóc ngắn với thân hình cân đối đang đi tới trên mặt cô gái hiện lên vẻ ngạc nhiên anh quen cô gái này đây chính là người nhà họ liễu lâm hải còn tên là gì thì anh nhất thời chưa nhớ ra thế là anh lên tiếng ô em gái sao cô cũng ở đây thể liễu tinh ngữ nghe lê văn vân nói thế thì nhất thời đen mặt cô ta lườm Lê Văn Vân rồi nói tôi tên là Liễu Tinh Ngữ. Anh hãy nhớ kỹ cho tôi. Dứt lời, cô ta cười khẩy nói tôi đang nói tại sao lại không tìm thấy anh ở Lâm Hải, hóa ra là do anh đã chạy tới Yên Kinh rồi. Lê Văn Vân có chút mâu thuẫn với nhà họ Liễu. Ví dụ như vì Lê Văn Vân mà thẻ kim cương của Liễu Vân Sơn bị hủy bỏ, Liễu Bạch bị Lê Văn Vân đánh đến mức nhập viện. Liễu Tinh Ngữ liếc nhìn Vương Giai Kỳ rồi nhướng mày hỏi, đây là bạn gái anh à? Vương Giai Kỳ hơi đỏ mặt đáp, không phải đâu, cô đừng hiểu lầm, tôi tên là Vương Giai Kỳ. Vương Giai Kỳ ư, cô chính là Vương Giai Kỳ của nhà họ Vương ở Yên Kinh sao? Sắc mặt của Liễu Tinh Nữ hơi thay đổi, rồi nhìn Lê Văn Vân nói, vì thế. Hai người cũng tới tham dự bữa tiệc sinh nhật của ông Cụ Long à? Ừm, Vương Giai Kỳ gật đầu đáp. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 451 chuyện này không có gì khó thừa nhận cả bên trong sảnh tiệc không quá đông, chỉ đặt mỗi bốn cái bàn. Ngoại trừ bàn ra còn có một sân khấu cực lớn, có lẽ là để biểu diễn tiết mục giải trí gì đó. Sau khi tiến vào sảnh, Vương Giai Kỳ tức khắc bước về phía một ông cụ. Ông cụ kia có mái tóc hoa dâm, nhưng cơ thể vẫn tương đối cường tráng, gân cốt trông cũng rắn giỏi, ông ấy ngồi trong góc, sống lưng thẳng tắp. Ông nội long, Vương Giai Kỳ nở nụ cười ngọt ngào, nhanh chân đi về phía ông ấy nhưng tầm mắt lê văn vân lại dừng lại trên hai người khác cũng đang ngồi ở bàn đó một trong số họ đúng là hầu diệu trần mà người ngồi ngoài cùng còn lại chính là liễu vân sơn hai người cũng chú ý tới lê văn vân ánh mắt cả hai lập tức tối lại kỳ kỳ ông cụ long mỉm cười sờ đầu vương giai kỳ nói ông nội cháu cái ông già đó tối ngày chỉ biết trốn ông thôi mà cũng đúng ông ta bị ông dọa từ nhỏ đến lớn không dám gặp ông cũng là bình thường Lúc về cháu nhớ nhắn ông nội cháu là đợi hôm nào đó ông sẽ tới gặp ông ta đó." Vương Gia Kỳ khẽ mỉm cười nói, ông nội cháu còn kể rằng trước đây ngày nào ông cũng bị ông nội cháu tẩn cho một trận đó. Lê Văn Vân đứng bên cạnh lắng nghe, trong lòng lại cảm thấy hơi cạn lời. Bởi vì anh phát hiện mấy ông cụ bà cụ này càng già, tính tình lại càng giống như đứa trẻ. Mấy ông bà cụ trong người gác đêm cũng vậy, thường xuyên tranh luận chuyện này chuyện kia, xem ai mới là người lợi hại hơn đôi khi còn cái hăng tới nỗi đỏ mặt, nổi gân cổ, vung tay cua chân đánh nhau là chuyện bình thường. Vị này là, nói xong, ông ấy chỉ tay về phía Lê Văn Vân, khẽ mỉm cười, bạn trai của cháu sao. Mặt mày vương dai kỳ hơi đỏ lên, vội phủ nhận, không phải, anh ấy chỉ là bạn bè của cháu thôi. Lê Văn Vân cũng tức khắc bước lên trước, lễ phép cúi chào, chào ông cụ Long, tôi là bạn của Giai Kỳ, lần này tới đây với cô ấy là muốn va chạm với xã hội một chút ạ à? ông cụ long ngạc nhiên nhìn lê văn vân hầu diệu trần ngồi bên cạnh khẽ mỉm cười lê văn vân dù mục đích cậu tới đây là để trải đời nhưng thế nào đi nữa thì đây cũng là tiệc mừng thọ của ông cụ long chắc cậu không đến tay không đâu nhỉ lê văn vân khẽ cao mày vương dài kỳ vội vàng nói đỡ cho anh quà của lê văn vân đã được giao lại cho chủ lâm rồi lâm bình ngồi bên cạnh cũng khẽ gật đầu làm chứng đúng vậy vừa nãy lúc mới tới tôi đã tặng quà rồi ông cụ hầu à chút phép lịch sử tối thiểu đó chúng tôi vẫn phải biết chứ. Hầu Diệu Trần cao mày, không nói gì nữa. Liễu Vân Sơn ngồi cạnh lại cười gần một tiếng, lão long, nếu để thằng nhóc Lê Văn Vân này xuất hiện trong tiệc sinh nhật của ông, chỉ sợ không ổn lắm đâu. Trước kia thằng nhóc này từng ngồi tù tận 9 năm đấy, sau khi ra tù thì người nhà không nhật, lại trực tiếp quấn lấy lôi bân, còn quậy cho nhà họ Lê tới nỗi lung lay sắp đổ. Sự việc nhà họ Lê có thể nói là khiến cả nước phải khiếp sợ, nên tất nhiên cũng tạo ra chấn động không nhỏ ở Yên Kinh. Phải biết rằng, chỉ xét riêng về tài lực thôi, nhà họ Lê cũng được xem nhỉ là một trong những gia tộc đứng đầu cả nước. Bây giờ họ rất đài, tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của không ít người, nên họ cũng biết đại khái có chuyện gì đã xảy ra. chương 452, anh cũng là người tập võ. Đợi Lê Văn Vân và Vương Giai Kỳ đi rồi, ông Cụ Long mới cho mày nói, hình như hai người các ông có oán niệm khá lớn với tên nhóc đó thì phải thật ra tôi cảm thấy cách cư xử của tên nhóc đó bình thường mà thằng nhãi lê tử thiện kia là người tâm ngoan thủ lạt không chỉ hãm hại cậu ta còn hại luôn cả ông cậu ta sau khi cậu ta ra tù thì trở về trả thù cũng là chuyện thường tình thôi liễu vân sơn ngồi bên cạnh khẽ hừ một tiếng hừ lão long ông không biết đâu có lẽ khoảng thời gian ngồi tù tên nhóc này cũng từng âm thầm luyện tập rồi thủ đoạn của cậu ta vô cùng ác độc cháu của tôi liễu bạch bị cậu ta đánh một trận phải vào viện khâu mười mũi tới giờ mới khỏi hẳn đó. Hầu Diệu Trần ngồi bên cạnh cũng trưng ra vẻ mặt khó coi, nói, nhóc đồ đệ mà tôi đắc ý nhất, hứa sang, cũng từng bị cậu ta đánh. Ô, ông Cụ Long ngạc nhiên, thú vị đấy, vậy đi, tí nữa mời cậu ta lên sân khấu đầu một trận thử xem. Ở bên kia, Lê Văn Vân đi theo vương giai kỳ tới bên cạnh một chiếc bàn, người ngồi đây đa phần đều là con gái. Khi nhìn thấy vương giai kỳ tới, các cô gái lập tức đứng dậy tiếp đón, trong đó có một cô gái khiến Lê Văn Vân phải khiếp sợ khi nhìn thấy cô ấy đứng dậy. Cô gái đó cực kỳ cao, ít nhất cũng phải hơn 1m75, dáng người cũng rất thon thả, trông cô ấy tựa như một người khổng lồ đang đứng giữa các cô gái vậy. Quan trọng nhất là dung mạo của cô ấy cực kỳ xuất chúng, phải nói là một chín một người với Vương Giai Kỳ. Hơn nữa, cô ấy dậy thì rất rất thành công, ngược tấn công, mông phòng thủ, dáng người nóng bỏng như lửa. Giai Kỳ, em cuối cùng cũng tới rồi. Cô ấy mỉm cười, bước lên tiếp đón, sau đó liếc mắt nhìn Lê Văn Vân đứng bên cạnh một cái, miệng nở nụ cười trêu ghẹo, đây là bạn trai của em hả? Mặt mày vương dai kỳ đỏ bừng hết lên, nói chị Nhã Lâm, chị đừng nói lung tung. Sau đó cô ấy giới thiệu với Lê Văn Vân, đây là cháu gái của ông cụ Long, Long Nhã Lâm, đỉnh cấp, vô cùng lợi hại đó, ngay cả ông nội hoàng và anh của tôi cũng không dám chọc vào chị Nhã Lâm đầu. Chị Nhã Lâm, đây là Lê Văn Vân, bạn của em chương 453 nghe không hiểu hả? Tôi cho phép cậu ngồi đây chưa? Người đàn ông tóc húi cua lạnh lùng mở miệng hỏi. Lê Văn Vân nghiêng đầu nhìn anh ta một cái. Bên cạnh người đàn ông tóc húi cua, Liễu Bạch Trưng ra biểu cảm mỉa mai chế nhạo. Cậu ta cười khẽ một tiếng, rồi nhìn Lê Văn Vân nói, không ngờ loại người như anh cũng dám mặt dày chạy tới đây, phải biết đây là tiệc mừng thọ của ông Cụ Long, người tới đây đều là danh môn đấy mấy người còn lại trên bàn cũng nhìn Lê Văn Vân đầy thích thú. Ngoại trừ người đàn ông tóc húi cua, một cậu chàng cao gầy cũng khẽ cười hì hì, nói với Lê Văn Vân, bám váy Vương Giai Kỳ tới đây, chả lẽ anh không biết mai mốt Vương Giai Kỳ sẽ kết hợp với anh Hạo của tôi sao? Anh Hạo mà anh ta nhắc tới, hiển nhiên chính là Tôn Hạo. Thấy Lê Văn Vân vẫn ngồi yên ở đó không nhúc nhích, người đàn ông tóc húi cua mở miệng lần nữa, bảo cậu cút ra xa một chút, nghe không hiểu hả? cuộc đối thoại giữa bọn họ đã khiến không ít người phải ngoái đầu lại nhìn trong sảnh tiệc chỉ có đúng bốn cái bàn hai trong số đó đều là vài người có hơi lớn tuổi bàn của vương giai kỳ thì toàn các cô gái trẻ trừ ba bàn đó ra chỉ còn lại đúng một mình cái bàn mà bọn họ đang ngồi lại nói tiếp tính ra lê văn vân cũng thuộc thế hệ trẻ nên tất nhiên là có tư cách ngồi ở đây thấy lê văn vân bị bắt nạt lâm bình ngồi bàn bên cạnh cau mày nói với người đàn ông tóc húi cua kia phùng cảnh thiên Cậu đừng quá đáng như vậy. Chú Lâm, mấy lời này của chú không đúng rồi. Thằng nhóc này từng ngồi tù 9 năm, nếu để cậu ta ngồi cùng bàn với chúng tôi, tôi sẽ cảm thấy xui xẻo lắm." Người đàn ông tóc húi cua tên Phòng Cảnh Thiên nói. Vương Gia Kỳ cũng đứng lên cự lại, "Phùng Cảnh Thiên, Lê Văn Vân là bạn bè của tôi, anh nhất quyết phải nhắm vào anh ấy như vậy sao?" Chương 454, lý do hay đấy." Ông cụ Long cau mày, mở miệng nói, "Người tới là khách." các ông làm vậy cũng không ổn đâu. Ở đây có một nơi chuyên dùng để đấu võ, vốn là định để mọi người luận bàn với nhau, tăng thêm phần thú vị cho bữa cơm hôm nay. Nói tới đây, ông ấy mỉm cười, nhìn Lê Văn Vân nói, hay là, chàng trai trẻ này, chỉ bằng cậu chọn một người trong số chúng tôi rồi lên đó biểu diễn một chút thì sao? Nếu cậu thắng được người ngồi bàn đó, tôi nghĩ họ sẽ không dám nói gì nữa đâu. Ông Cụ Long, ông đây là xem người ta như khỉ mà chơi đùa đó lâm bình cao mày nói ngay cả mặt mũi của tôi mà ông cũng không thể nể tình sao ông cụ long thở dài một hơi nói ý tôi không phải vậy chỉ là dường như ở đây có rất nhiều người có mâu thuẫn với chàng trai trẻ này tôi cũng khó xử lắm không biết ý cậu thế nào ông cụ long hỏi lê văn vân lê văn vân gật đầu trả lời vâng lời ông nói rất có lý vốn mục đích của tôi là tới đây mở mang tầm mắt nhận thức vài nhân vật lớn trong giới tập võ nếu ông cụ long đã nói vậy tất nhiên là cung kính không bằng tuân mệnh, chỉ là quyền cước không có mắt, lỡ đánh người khác phải vào viện hay gì đó thì cũng đừng trách tôi. Ông Cụ Long gật đầu đáp, luận bàn mà, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn là việc rất bình thường. Tôi làm chủ cho cậu, nếu cậu đánh người khác bị thương, sẽ không ai nói gì cậu đâu. Lê Văn Vân cười cười, sau đó đứng dậy khỏi ghế, chỉ tay về phía Liễu Bạch, nói, vậy thì. Liễu Bạch à, lên đài đấu với tôi một chút đi. Liễu Bạch sướng sờ. Tuy Liễu Bạch cũng luyện võ, nhưng giống như đại đa số cậu ấm nhà giàu khác, trong mắt họ, hiện tại là thời đại hòa bình, có luyện cũng không có chỗ dùng, nên cậu ta cực kỳ lười, trình độ thậm chí còn không bằng em gái Liễu Tinh Nữ của cậu ta. Cậu ta vẫn còn nhớ như in cú tát khiến cậu ta bật ngửa ra đất, phải khâu hơn 10 mũi của Lê Văn Vân lúc trước. Nên lần này, vừa nghe Lê Văn Vân nhắc tới tên mình, mặt mày Liễu Bạch lập tức tái mét, xấu hổ vô cùng. "Tôi, tôi không chấp nhận lời thách đấu." dưới ánh mắt chăm chú của những người xung quanh, Liễu Bạch Kiên chỉ nói, hôm nay tôi không khỏe. Lý do hay đấy, Lê Văn Vân khẽ mỉm cười nói, vậy thế này đi, tôi chấp cậu một tay, hơn nữa đứng yên một chỗ bất động, còn cậu có thể tùy tiện tấn công, thấy sao? chương 455, thằng nhóc này điên rồi. Lê Văn Vân sờ sờ mũi trả lời, là ông Cụ Long nói tôi có thể tự do chọn một người ngồi ở bàn này để luận bàn mà, kết quả tôi cũng đâu ngờ mình lại chọn chúng một quả hồng mềm chứ ông cụ long cười cười nhóc con thú vị đấy thế này đi ngoại trừ liễu bạch cậu có thể vì tiện chọn ai cũng được chọn tôi nè dám không phòng cảnh thiên cười khẩy một tiếng hỏi lê văn vân đứng lên sau đó anh chậm rãi bước tới bàn phía sau nhìn về phía ông cụ long nói trừ liễu bạch ra tôi có thể tùy ý chọn ai cũng được đúng không đúng vậy ông cụ long đáp Phùng Cảnh Thiên cười mỉa, Lê Văn Vân, chắc là cậu không định chọn phụ nữ đó chứ. Lê Văn Vân liếc mắt nhìn anh ta, sau đó chỉ vào anh ta, hỏi anh tên Phùng Cảnh Thiên đúng không, còn cái người khô quát như gậy trúc ngồi cạnh anh là Phùng Tịnh Vũ, đúng chứ? Đúng vậy, người đàn ông cao gầy kia đứng lên, cười híp mắt nói, hai chúng tôi, cậu cứ tùy ý chọn. Lê Văn Vân gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Phùng Vĩ ngồi ở bàn trên hỏi, ông là bố của hai người họ. Phùng Vĩ nhướng mày, nhưng vẫn gật đầu nói, đúng thế. Lê Văn Vân gật đầu, sau đó cười nói, thế thì vậy đi, ba người nhà các ông, cộng thêm hậu Diệu Trần và Liễu Vân Sơn, hết thảy năm người, cùng sông lên đi. Cả năm người mấy người cùng lên đi, Lê Văn Vân cười nói. Lê Văn Vân vừa dứt lời, tất cả những người có mặt tại hiện trường đều ồ lên. Vốn họ tưởng rằng ngay từ đầu Lê Văn Vân chọn Liễu Bạch, họ cho rằng Lê Văn Vân chẳng ra sao cả nên vẫn nhìn anh bằng một thái độ hết sức khinh khỉnh. Nhưng bây giờ, Lê Văn Vân đã chỉ định 5 người, trong đó còn có 3 người là đỉnh cấp. Quan trọng nhất là Phùng Vĩ, là người đứng ở vị trí thứ tự trong địa bảng. Sắc mặt của Hầu Diệu Trần hơi thay đổi. Trước đó ông ta đã từng chạm chán với Lê Văn Vân, khi đó ông ta đang điều trị cho Hoàng Tông Thực thì bị Lê Văn Vân túm rồi ném ra ngoài. Bản thân ông ta đã là đỉnh cấp rồi, theo ông ta đánh giá thì Lê Văn Vân cũng ngang ngửa với mình. Nhưng bây giờ, Lê Văn Vân lại chỉ đích danh ba người đỉnh cấp là họ, hơn. Nữa trong đó còn có Phùng Vĩ. Audio điện tử Võ Tấn Bền chương 456, đỉnh cấp. Tự nhiên lại chọn 5 người, mẹ kiếp, có lại lịch như thế nào vậy? Trong đó còn có một nhân vật là cấp bậc đại tông sư Phùng Vĩ nữa. Đúng vậy, trong hoàn cảnh hiếm có siêu cấp, Phùng Vĩ đã đại diện cho kiểu người mạnh nhất. Long Nhã Lâm ngồi bên cạnh Vương Giai Kỳ, cô ấy kêu lên, Giai Kỳ, người bạn này của em có lại lịch thế nào vậy? Hơi ngông cuồng đấy. Vẻ mặt Vương Giai Kỳ đầy lo lắng, cô ấy không trả lời Long Nhã Lâm. Ông cụ Long hồ hởi nói, nhóc con, trông cậu rất tự tin. Nhìn thấy cậu tự tin như vậy là định tận diệt đám Phùng Vĩ à? Lê Văn Vân liếm môi nói, chính là nghĩ như vậy. Phùng Vĩ cười nhạo, nhóc con, chỉ bằng cậu thì không đủ tư cách đấu với tôi đâu. Lê Văn Vân nhướng mày. Lúc này ông Cụ Long mới cười nói, nhóc con, không cần chơi lớn như vậy đâu, nếu cậu tự tin như thế thì chỉ cần so với hai người bọn họ là được rồi. Lê Văn Vân nhíu mày, nếu ông chủ đã nói như vậy thì đương nhiên anh không thể phản bác. Khi ông Cụ Long vừa dứt lời, có ba người đều lộ ra vẻ thất vọng. Ngoài Lê Văn Vân còn có Liễu Vân Sơn và Hầu Diệu Trần họ cho rằng đây chính là cơ hội tốt nhất để tính kế Lê Văn Vân, thế mà lại bỏ lỡ mất. Lúc này sắc mặt của hai anh em Phòng Cảnh Thiên và Phùng Tịnh Vũ đều rất khó coi, trong lúc ông Cụ Long nói thì họ đã đi thẳng lên trên đài. Bên dưới, tất cả mọi người đều nhìn họ với vẻ thích thú. Phùng Cảnh Thiên cười nham hiểm nói, trước đây cậu đã động tay động chân với Liễu Bạch phải không? Xin lỗi nha, quan hệ giữa Liễu Bạch với hai anh em chúng tôi rất tốt nên hôm nay cậu sẽ phải trả giá đắt đấy. Phùng Tịnh Vũ cũng gật đầu nói, Liễu Bạch đã khâu rất nhiều mũi. Phùng Tịnh Vũ liếc mắt nhìn cái bàn cách đó không xa có một đám con gái đang ngồi, mang theo vẻ khoe khoang nói, đoán chừng tên này không biết anh nên mới đến đây giả bộ đó mà. Anh, anh lên trước hay em lên trước đây? Vừa dứt lời, cả hai phát hiện Lê Văn Vân đang đứng cách đó không xa bất chợt nhúc nhích, trong tích tắc, anh lao thẳng về phía họ. Chương 457 phải biết rằng đây chính là Phùng Vĩ hiển nhiên là hai anh em nhà họ Phùng đã hiểu ngầm với nhau, đồng thời tản ra hai bên. Nhưng đương nhiên Lê Văn Vân sẽ không cho họ cơ hội, anh tách hai tay ra và lần lượt nắm lấy đầu hai người họ. Hai người Phùng Tịnh Vũ giấy rụa định thoát ra, nhưng họ phát hiện ra rằng họ không thể thoát ra được, hai tay của Lê Văn Vân giống như hai chiếc khóa sắt siết chặt cổ họ. Bên dưới, sắc mặt của Phùng Vĩ đột ngột thay đổi, ông ta đứng phát dậy, phát hiện Lê Văn Vân đang cười với mình. Dừng tay, Phùng Vĩ khẽ quát lên. Ha ha, Lê Văn Vân cười lớn, sau đó dùng hai tay siết chặt đầu hai người và đập mạnh vào nhau. Ầm. Um, Phùng Vĩ đá bay chiếc ghế mà ông ta đang ngồi rồi lao lên khán đài với tốc độ cực kỳ mau lẹ, dùng một chân đá vào người Lê Văn Vân. Trên tay Lê Văn Vân không ngừng chuyển động, đồng thời cũng đá Phùng Vĩ một cước. Ầm. Um, Phùng Vĩ và Lê Văn Vân đá vào nhau ông ta chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh rất lớn từ chân của Lê Văn Vân truyền đến và toàn thân ông ta bay ra phía. Sau, bốp, cùng lúc đó, hai cái đầu của phòng cảnh thiên và phùng tịnh vũ va vào nhau. Cả hai cảm giác như hộp sọ của họ đã bị vỡ nát, tất cả hiện lên trước mắt chỉ là những tia lửa tóe ra. Phùng Vĩ đã bị Lê Văn Vân đá văng ra xa, ông ta lùi lại vài bước rồi mới đứng vững, ông ta nhìn Lê Văn Vân bằng ánh mắt u ám. Lê Văn Vân nở nụ cười trên môi, buông lỏng hai tay ra. Hai người kia không còn chút sức lực nào ngã phịch xuống đất, cái chán của hai anh em họ bị đánh nứt toát ra, máu chảy đầm điền nằm bất động trên mặt đất, rõ ràng là đã ngất lịm đi rồi. Lúc này hầu hết mọi người đều há hốc miệng. Không phải bọn họ ngạc nhiên vì Lê Văn Vân đã giết hai anh em phòng cảnh thiên trong tích tắc, sau khi Lê Văn Vân thể hiện sức mạnh đỉnh cấp thì họ đã biết hai anh em phòng cảnh thiên không phải là đối thủ của anh. Điều mà bọn họ kinh ngạc chính là Lê Văn Vân đã đá bay Phùng Vĩ chỉ bằng một cú đá. Phải biết rằng đây chính là Phùng Vĩ. Chương 458 trước đó không ai nghĩ đến điều này cả. Lê Văn Vân nhìn ông cụ Long này với vẻ rất thích thú. Anh thấy người đàn ông này khá thú vị. Ở một mức độ nào đó, anh cảm thấy ông lão này có phần giống với Vương Hồng, cả hai đều thuộc loại mặt Phật tươi cười. Từ khi Lê Văn Vân bước vào đây, ông ấy phát hiện lê văn vân là người mà vương giai kỳ dẫn tới nên vẫn chưa nói lời nào sau khi lê văn vân bị người khác khiêu khích ông ấy cũng chọn cách không giúp đỡ mà đề xuất cách thi đấu học hỏi lẫn nhau cuối cùng sau khi lê văn vân làm bị thương người của phùng vĩ ông ấy cũng không thèm nể mặt của phùng vĩ mà chỉ nói tiếp tục ăn cơm nhưng khi ông ấy nói điều này nó có nghĩa là không còn nghi ngờ gì nữa sắc mặt phùng vĩ cực kỳ khó coi ông ta nhìn thấy phòng cảnh thiên và phùng tịnh vũ nằm trên mặt đất mà tức tối liếc nhìn ông cụ long nói nếu chuyện này không thể bỏ qua thì sao hai đứa con trai của tôi bị đánh ngay trước mặt tôi ông lại bảo thôi bỏ đi à có những chuyện không thể bỏ qua dễ dàng như thế được muốn trách thì trách chúng không có bản lĩnh cao cường ông cụ long nói còn nữa phùng vĩ tôi cảnh cáo ông đây là bữa tiệc sinh nhật của tôi phùng vĩ sa sầm mặt một lúc sau đó thở hắt ra rồi nói được Ông Cụ Long, tôi sẽ nể mặt ông." Nói xong, ông ta nhìn Lê Văn Vân và nói, "Lê Văn Vân phải không? Ở Yên Kinh, tôi sẽ từ từ chơi đùa." Ồ, Lê Văn Vân vừa nói vừa xoa mũi. Tuy nhiên trong lòng anh vẫn thoáng kinh ngạc, không ngờ Phùng Vĩ lại sợ ông Cụ Long đến vậy. Dù là trước đây hay bây giờ, số lần anh đến Yên Kinh cũng không hề ít, hơn nữa anh cũng biết ông Cụ Long nhưng dòng họ này và nhà họ vương giống nhau ở chỗ tuy là một dòng họ võ thuật nhưng lại sống ở thành phố và hầu như không có tiếp xúc với người trong thế giới ngầm hơn nữa họ không giống như nhà họ vương nhà họ vương khả năng động trong kinh doanh còn nhà họ long thì khác kinh doanh không quá lớn và cả dòng họ đều khá khiêm tốn nhưng hiện tại xem ra nhất định dòng họ này không hề tầm thường bên cạnh khóe miệng lâm bình cũng lộ ra một vẻ tươi cười ông ta biết lê văn vân là siêu cấp nếu Phùng Vĩ muốn gây rắc rối với Lê Văn Vân thì chỉ tự chuốc lấy đau khổ mà thôi. Phùng Vĩ liếc nhìn Lê Văn Vân thật sâu, sau đó bước ra cửa, gọi một vài người phục vụ đến khiêng hai anh em Phùng Tịnh Vũ ra ngoài. Khi họ đi khỏi, ông Cụ Long nói, này này, nhạc đệm đã qua rồi, tiếp tục ăn cơm đi. Lê Văn Vân chậm rãi từ trên bục bước xuống, liếc nhìn Liễu Vân Sơn và Hầu Diệu Trần cách đó không xa, khẽ nhíu mày lại thật ra mục đích thực sự của anh khi tới đây lần này là dạy cho Hầu Diệu Trần một bài học, sau đó cho Liễu Vân Sơn một trận, bây giờ đã bị ông Cụ Long cản lại nên trận này Lê Văn Vân không thể nào chút ra được. Sắc mặt của Liễu Vân Sơn và Hầu Diệu Trần cũng rất khó coi. Đặc biệt là Hầu Diệu Trần, ông ta có thể cảm nhận được Lê Văn Vân mạnh hơn ông ta một bậc. chương 459 trong chớp mắt ra đầu anh như tê giải. Ông Cụ Long lắc đầu nói, đúng rồi, cậu luyện võ ở trong tù à, nhắc tới mới nhớ tôi cũng có một người bạn cũ cứ thích chủ động gây chuyện để được vào nhà tù ông ấy nói những người trong nhà tù nói chuyện dễ nghe không biết có phải cậu là người kế thừa sự nghiệp của ông ấy không trong lòng lê văn vân khẽ dao động anh không ngờ trên đời này lại có một người như vậy tuy nhiên anh vẫn nở một nụ cười trên môi và nói vậy không phải rồi sư phụ của tôi là người rất khiêm tốn và không muốn tôi tiết lộ điều đó cho người khác vậy tôi nghĩ đó là người bạn cũ của tôi rồi ông cụ long nói bạn cũ của tôi cũng giống như lời cậu nói ông ấy là một bậc thầy tuyệt vời về đào tạo người trẻ cùng với cuộc trò chuyện của hai người những người khác lập tức tò mò lên họ không ngờ rằng trên đời này lại còn có người như vậy lê văn vân cũng rất vui khi thấy điều đó xảy ra anh không phủ nhận mà cũng không thừa nhận điều đó chỉ cười và nói ông cụ long sinh nhật vui vẻ ông cụ long khẽ mỉm cười sau đó nhìn về phía Long Nhã Lâm bên cạnh rồi nói với Lê Văn Vân, Lê Văn Vân, hiện giờ cậu còn độc thân phải không? Hả, Lê Văn Vân hơi sướng sờ, sau đó gật đầu. Ông cụ Long thở vào nhẹ nhõm nói, thật tốt quá, cậu thấy cháu gái của tôi thế nào? Lê Văn Vân quay lại nhìn Long Nhã Lâm. Long Nhã Lâm hơi đỏ mặt lên. Ông cụ Long nói với vẻ mặt lo lắng, đứa cháu gái này của tôi có tính cách quá mạnh mẽ, con bé từng nói nếu muốn lập gia đình thì phải lấy người đánh thẳng nó. Có điều con bé cũng có tài năng thiên phú, đã sớm đạt tới đỉnh cấp, những người có thể đánh thắng nó cũng chỉ có mấy ông già. Bố mẹ nó lại qua đời sớm nên tôi rất lo lắng cho chuyện chung thân đại sự của nó, chắc chắn cậu có thể đánh thắng được con bé nên cậu có thể suy nghĩ thêm được không? Nói đến đây, ông ấy khẽ thở dài. Ông nội, ông làm gì vậy? Long Nhã Lâm vội nói. Lê Văn Vân vội vàng nói, ông nói đùa rồi ạ. À. Lê Văn Vân phát hiện dường như những ông già này đều có chung một tật xấu, đó là thích bán con gái hoặc cháu gái của mình ra ngoài. Đỗ Thương Bắc cũng vậy, Hoàng Tông thực cũng thế, bây giờ ông Cụ Long cũng y chang. Ha ha ha, ông Cụ Long cười sang sảng. Ông ấy nâng ly rượu lên cùng ly với Lê Văn Vân, đùa thôi, đùa thôi. Chuyện của người trẻ tuổi mấy người cứ để mấy người tự tìm hiểu, có điều tôi cảm thấy cậu với đứa cháu gái này của tôi thật có duyên trên mặt Lê Văn Vân thoáng hiện vẻ gượng gạo. Được rồi, mọi người ăn cơm đi, cần gì cứ nói với người phục vụ, ông Cụ Long mỉm cười, xoay người chắp tay sau lưng rồi đi về phía chỗ ngồi của mình. Lê Văn Vân thở phào nhẹ nhóm, vừa định quay người lại, nhưng sau đó lông mày khẽ giật giật. Ánh mắt của anh dừng lại trên tay ông Cụ Long. Đôi tay của ông Cụ đang bí mật làm một số động tác. chương 460 tất cả mọi người trong bàn ăn đều sướng sờ trong lòng lê văn vân khẽ thay đổi chẳng trách vừa nãy ông cụ long chạy tới nói ông ấy có người bạn cũng ngồi tù rõ ràng công cụ long đã phát hiện anh là người gác đêm và đã đoán được thân phận của anh nên mới đặc biệt đến để yểm trợ cho anh trong lòng lê văn vân khẽ thay đổi đồng thời xoay người không để lại chút dấu vết nào lúc này ánh mắt cũng quét qua những người có mặt ở đây lê văn vân nhìn quanh mà không để lộ sơ hở nào kẻ thù của người gác đêm không nhiều lắm sự tồn tại của người gác đêm là để duy trì trật tự của thế giới ngầm, nếu muốn nhắc đến kẻ thù của người gác đêm thì những ai không tuân thủ trật tự của thế giới ngầm đều được tính là kẻ thù. Kẻ thù thật sự của người gác đêm phần lớn đều là Hồng Nguyệt và Bóng Tối, một tổ chức tương đối lớn và bí ẩn trong thế giới ngầm. Có rất nhiều tổ chức trong thế giới ngầm, nhưng hầu hết trong số đó đều rất kín kẽ, bao gồm cả người gác đêm, hầu hết các tổ chức đang hoạt động sôi nổi là tổ chức của Hồng Nguyệt và Bóng Tối. Lê Văn Vân không biết ông ấy đang ám chỉ ai và thuộc tổ chức nào. Nhưng vẫn âm thầm để ý. Dù thế nào thì anh vẫn chưa bị lộ mặt, hơn nữa ông Cụ Long đã giới thiệu như vậy và Lê Văn Vân cũng ngầm thừa nhận nên hầu hết mọi người sẽ nghĩ rằng Lê Văn Vân học võ trong tù và do khả năng thiên phú nên mới nhanh chóng đạt tới trình độ đỉnh cấp. Khi đi tới bàn của mình, ông Cụ Long lại nghĩ tới điều gì đó, quay đầu liếc nhìn Lê Văn Vân nói, "Đúng rồi, ăn cơm xong cậu hãy ở lại nhé, tôi muốn nói chuyện với cậu." cũng lâu rồi tôi không gặp người bạn cũ kia, tôi muốn tâm sự về tình hình gần đây của ông ấy. Tất cả mọi người trong bàn ăn đều sững sờ. Hầu hết mọi người đều đoán được ông Cụ Long đang nói đến ai. Có vẻ như thật sự có một người như lời ông Cụ Long nói, rất nhiều người nhìn vẻ mặt của Lê Văn Vân mà tràn đầy kiêng nể. Tất nhiên, Lê Văn Vân không để ý lắm đến ánh mắt của họ, anh cẩn thận quan sát sung. Quanh, cố gắng tìm ra ai là kẻ thù. Tuy nhiên, rõ ràng là đối phương đã che giấu rất kỹ nên Lê Văn Vân không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Thời gian trôi qua, lúc cao hứng, ông Cụ Long rủ thêm mấy đàn em đi lên khoa tay múa chân một lát. Tuy nhiên có Lê Văn Vân ở trước mặt nên mấy đàn em này chẳng còn tâm tư để khoa tay múa chân nữa. Thấm thoát đã đến 10 giờ, người cũng từ từ đi về. Những người trong sảnh tiệc cũng đang từ từ rời đi, lúc này Long Nhã Lâm đứng lên đi tới trước mặt Lê Văn Vân. Vì cô ấy rất cao nên khi đứng trước mặt Lê Văn Vân khiến anh có một loại áp lực không sao tả nổi. Lê Văn Vân che miệng hằng giọng nói, sao vậy người đẹp, có chuyện gì à? Long Nhã Lâm hơi đỏ mặt, sau đó cô ấy lấy điện thoại ra và nói, anh là người duy nhất bằng tuổi tôi mà lại có cùng thực lực với tôi, thêm WeChat đi. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 460